thực hiện nghị quyết 45 của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng đã hoàn thiện đề án thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách mới có tính đột phá đặc thù cho phát triển Hải Phòng và đang trình Trung ương thông qua. Trong đó, thành phố đặc biệt quan tâm tới đề xuất về cơ chế quản lý phát triển, đề nghị trung ương cho phép thành phố tổ chức nghiên cứu và triển khai xây dựng khu thương mại tự do. Đây là mong muốn khát vọng của Hải Phòng và thành phố đã cơ bản hội đủ các điều kiện để thực hiện. Thực tế quá trình phát triển nhiều năm qua của Hải Phòng cho thấy, mô hình xây dựng khu thương mại tự do là phù hợp và nếu được áp dụng sẽ mang lại hiệu quả vô cùng to lớn và đột phá. Hải Phòng có đầy đủ điều kiện để thực hiện bởi thành phố có những điểm khác biệt nổi bật về vị trí địa lý, vị trí địa chiến lược và chức năng trong phát triển kinh tế xã hội của vùng Bắc Bộ và cả nước. Hải Phòng cùng với Quảng Ninh hợp thành vùng duyên hải Đông Bắc và trong lịch sử dựng nước giữ dự nước của dân tộc, vùng duyên hải Đông Bắc là một tọa độ chiến lược quốc gia đặc biệt quan trọng. Hải Phòng cũng là cửa ngõ hướng ra biển quan trọng bậc nhất của miền Bắc, còn được gọi là vị trí mặt tiền biển, là yếu tố quyết định việc mở cửa quốc gia và hội tụ sức mạnh quốc tế. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, trong tầm nhìn chiến lược phát triển hiện đại, biển và đại dương là những yếu tố quyết định tương lai của một quốc gia biển. Hải Phòng ấy là sở hữu các lợi thế quốc gia. Chứ không phải là chỉ ta thì nói lợi thế của Hải Phòng. Ta hay quen nói là lợi thế của Hải Phòng. Nhưng tôi nói là khác, phải khẳng định là lợi thế quốc gia. Cảng biển của Hải Phòng là lợi thế của cái đất nước này, của cả cái vùng này. Cái vùng là Vịnh Lan Hạ hay là cái Cát, Cát Bà, Cát Hải đấy là lợi thế của đất nước này chứ. Phải, phải, phải nói như thế. Tức là ông lợi thế của hải phòng ấy là có một cái 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 cái, cái, cái lợi thế đặc biệt như vậy đấy. đấy là lợi thế quốc gia cái thứ hai là vị thế của hải phòng là cái vị thế quốc gia tức là làm gì cho hải phòng cũng phải nhằm phát phát huy một cái chuyện là phát huy lợi thế quốc gia và bảo đảm cho hải phòng ấy là hoàn thành cái cái vị thế quốc gia chức năng quốc gia đấy cho nên cái việc đó phải là việc của trung ương phát triển cho hải phòng như là một cái chương trình quốc gia Hải Phòng luôn được xác định là một địa chỉ phát triển quan trọng bậc nhất của Việt Nam và là thành phố lớn thứ ba trực thuộc Trung ương chỉ sau thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kết nối, hội tụ nguồn lực và lan tỏa phát triển. Do đó, khai thông phát triển cho Hải Phòng là xác lập điều kiện tiên quyết và tạo động lực phát triển quan trọng cho nền kinh tế, trực tiếp và trước hết là vùng Bắc Bộ. Vì vậy, tập trung nguồn lực, tập trung tăng trưởng và phát triển cho Hải Phòng cần được coi là ưu tiên chính sách quan trọng bậc nhất trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Từ đó không chỉ nhìn Hải Phòng một cách riêng rẽ là việc riêng của Hải Phòng và xuất phát từ lợi ích của Hải Phòng, mà phải là tiếp cận tổng thể toàn cục vì lợi ích quốc gia và là việc chung của đất nước.